bên này lắm việc kinh khủng luôn. Chị Thủy Yến xin chào rồi ạ. Rồi chị Yến Nguyễn xin chào nhá, chị Hồng Nhung xin chào. Rồi các chị ơi, xin chào mừng tất cả các chị đã đến với buổi livestream giới thiệu sản phẩm của Sóc Giáng My bên em ngày hôm nay đúng không ạ? Rồi chính chị nào đang xem livestream của bên em thì có thể chấm bài cho em này, chấm bài cho em và chia sẻ giúp em đúng không ạ? Những chị nào đang xem livestream của xoay em thì có thể chấm bài và chia sẻ cho em đúng không ạ? Mốc 100 người xem đầu tiên sẽ bắt đầu xả chiếc áo Gucci Bug Body bên em với giá bán của nó là 28k một chiếc đúng không ạ? Rồi ok, chị Phượng Nguyên đây, bên em đã gửi hàng cho chị rồi nhé, chị Phượng Nguyên nhá. Chị Lê Thanh Bình xin chào, chị Trần Sâm xin chào ạ. Rồi, những chị nào đang xem livestream của em thì chấm vào đây để em chào tất cả mọi người đúng không ạ? Ok, chị Hồng Nhung xin chào nhá, chị Ngô Gia Ly xin chào, chị Thu Loan xin chào, chị Dung Nhi xin chào, chị Phương Ly xin chào này, chị Hoa Cỏ May xin chào. Các chị ơi, những chị nào đang xem livestream của em chấm vào đây để em chào tất cả mọi người đúng không ạ? Chị Dương Huyền xin chào, chị Anh Hà xin chào nhá, chị Huệ Thanh xin chào ạ. Chị Phương Linh, chị Nguyễn Thoa xin chào, chị Candy Phạm xin chào, chị Trần Chi xin chào ạ, rồi ạ, chị Anh Hà xin chào. Rồi các chị ơi, đang xem livestream chấm bài cho em và chia sẻ cho em mốc 100 người xem đầu tiên, em sẽ bắt đầu xả chiếc áo Burberry bên em với giá bán là 28k một chiếc đúng không ạ? Để hình hơi tối này. Rồi để lại cho em nhá. Chấm bài và chia sẻ cho em và các hội nhóm mốc 100 người xem đầu tiên, em sẽ bắt đầu xả chiếc áo Gucci và Burberry bên em với giá bán 28k một chiếc áo đúng không ạ? Áo hàng hiệu mà xả chỉ có 28k thôi chị nhá. Áo hàng hiệu và tiền triệu xả chỉ với 28k thôi ạ. Chị Nguyễn Thị Phi Huyền xin chào, chị Hoàng Anh Tuyết xin chào rồi ạ. Rồi. Duyên Lê xin chào nhá, chị Thanh Hoa xin chào. Các chị ơi, chia sẻ cho em mốc 100 người xem đầu tiên sẽ bắt đầu xả chiếc áo Burberry và áo Gucci của bên em với giá bán bên em là 28k cho một chiếc áo đúng không ạ? Váy tầng hồi sáng bên em còn nhá, chị Thu Huyền nhá, in mốc cho bên em nhá, V28 đúng không chị? Chị Phương Nghi ơi, bên em gửi váy cho chị rồi, chị Phương Nghi nhá. Ok, chị Loan Hiếp xin chào, chị Nguyễn Thị Nhàn xin chào ạ. Chị Góc Nhỏ xin chào nhá, chị Hoàng Ánh Tiết rồi xin chào. Chia sẻ cho em mốc 100 người xem đầu tiên, em sẽ bắt đầu xả chiếc áo này của bên em với giá bán của chiếc áo này bên em là 28k một chiếc áo đúng không ạ? Áo hàng hiệu và xả tiền xả rất là rẻ luôn nhá chị nhá. Chị Kim Ngân áo đẹp thế rồi, ok cảm ơn chị. Chị Gấu Yêu xin chào, chị Phạm Thị Hằng xin chào, chị Phạm Thị Hằng xin chào nhá. Chị Góc Nhỏ xin chào ạ, chị Minh Hạnh rồi. Những chị nào đang xem livestream của cho em thì có thể chấm bài cho em đúng không ạ? Và chia sẻ và các hội nhóm cho em đủ mốc 100 người xem đầu tiên, em sẽ bắt đầu xả chiếc áo Gucci Burberry brand với giá bán 28k một chiếc đúng không ạ? Chị Thu Trang Nguyễn thấy comment của chị rồi nhá, chị Thảo Bống xin chào. Có sai chị Mai Phạm nhá, chị Thân Bống xin chào. Rồi ok, chị Kiều Trang xin chào. Chị Hương Kim xin chào, chị Thủy Trần xin chào. Rồi chia sẻ cho em và các hội nhóm đi ạ. Đủ bốc 100 người xem đầu tiên, bắt đầu xả chiếc áo này của bên em với giá bán là 28k một chiếc đúng không ạ? Chị Trần Nana ơi, ok chị inbox cho em kiểm tra hàng của mình chị Trần Nana nhá. Chị Trâm Phạm xin chào, Việt Mỹ xin chào ạ. Ok chị Góc Nhỏ rồi ạ. Các chị ơi, đang xem livestream của em thì chia sẻ với các hội nhóm cho em đủ mốc 100 người xem đầu tiên sẽ bắt đầu xả chiếc áo Gucci, áo hàng hiệu Gucci và áo Burberry của bên em với giá bán là 28k cho một chiếc áo đúng không ạ? 60kg mặc size XL chiếc váy này cho em chị nhá. Rồi chị bé còi thấy comment của chị rồi ạ. Rồi lên cho em mốc 100 người xem đầu tiên bắt đầu xả chiếc áo này đúng không ạ? Lên cho em mốc 100 người xem đầu tiên bắt đầu xả chiếc áo này của bên em với giá bán của chiếc áo này Gucci Burberry bên em là 28k một chiếc ạ. Áo hàng hiệu Gucci và áo hàng hiệu Burberry đúng không ạ? Áo hàng hiệu luôn các chị nhá, áo hàng hiệu. Chị Thảo Bống rồi, xin chào. Áo đen có rất nhiều màu luôn các chị này, rất nhiều màu luôn. Đen này, đen cam nút,
trắng và hồng nút, đây là mặc trên người rất là đẹp luôn. Áo hàng hiệu xả rất rẻ luôn, nhưng mà các chị phải chia sẻ cho em mốc 100 người xem em bắt đầu em xả đúng không ạ? Chị bé còi rồi, cố lên cho em nhé chị Thủy Đỗ, cố lên cho em này chị Cherry Hạnh. Có size chị nhá, có size chị Hạnh, có size này rồi, cố lên cho em nào. Mốc 100 người xem đầu tiên bắt đầu xả áo đúng không ạ? Tống Duyên xin chào nhá, chị cũng xinh mà rồi, sao mà em xinh. Chị Gấu Yêu xin chào rồi ạ. Chị Ngọc Thắm xin chào rồi ạ. Lên cho em mốc 100 người xem đầu tiên bắt đầu xả chiếc áo hàng hiệu Burberry và áo hàng hiệu Gucci của bên em với giá bán 28k cho một chiếc áo được không ạ? Chị Nguyễn Huệ xin chào, chị Mỹ Dung xin chào, bao nhiêu một váy vậy rồi, chia sẻ cho em để mua hàng 28k nhá. Ok, chị Thân Hải Yến thấy comment của chị rồi đấy ạ. Rồi, lên cho em mốc 100 người xem đầu tiên bắt đầu xả chiếc áo này của bên em với giá bán là 28k một chiếc đúng không ạ? Rồi, đã đủ rồi đúng không ạ? Ok, chị Trương Thị Huyền 58kg mặc size L cho em nhé, mặc size L cho em rồi. Ok, bắt đầu em xả hàng này rồi. Các chị ơi, hôm nay bên em shop em này lại xả toàn bộ chiếc áo hàng hiệu nhá. Hàng hiệu Gucci và hàng hiệu Burberry bên em với giá bán bên em là 28k một chiếc áo Gucci này thôi đúng không ạ? Áo Gucci bên em 28k một chiếc, nên chị nào muốn sở hữu chiếc áo này của bên em với giá bán là 28k thì để lại cho em comment 28k kèm theo số điện thoại của mình đúng không ạ? 28k kèm màu kèm số điện thoại. Bên em có rất nhiều màu luôn này. Đây là màu trắng này, đây là màu hồng nút này, đây là màu cam này, còn đây là màu đen đúng không ạ? Rất là đẹp và rất là sang luôn. Chị Duyên Lê xin chào nhá. Rồi, ok chị Góc Nhỏ. Rồi chị Liên Nguyên ơi, áo bên em có giá bán 28k một chiếc này, em xin nhắc lại. Áo bên em có giá bán là 28k một chiếc và với giá bán 28k một chiếc áo này của bên em là giá bán chỉ áp dụng cho những chị nào mà chia sẻ đủ 3 lần trang cá nhân và 5 lần chị hội trợ nhóm cho em đúng không ạ? Rồi ok, chị bắt đầu comment 28k kèm màu và kèm theo số điện thoại của mình cho em đúng không ạ? Nhớ là mình phải quay ra chia sẻ cho em để mua áo bên em với giá bán 28k một chiếc. Áo bên em là áo Gucci, áo hàng hiệu và áo Gucci các chị nhá. Áo đây là áo hàng hiệu và Gucci rất là sang luôn đúng không ạ? Áo Gucci thì vô cùng đẹp luôn rồi. Xả chiếc áo này bên em với giá bán là 28k một chiếc. Giá này chỉ bên em áp dụng cho anh chị nào mà chia sẻ đủ 3 lần trang cá nhân thôi các chị nhá. Và 5 lần chiếc hỗ trợ nhóm cho em. Đây áo bên em đây ạ, rất là đẹp, rất là sang luôn. Còn đây là màu cam nhá. Đây là màu đen này, đây là màu đen đây ạ, màu đen rất là sang đây các chị nhìn màu đen đây. Áo hàng hiệu luôn các chị nhá, với giá bán bên em là 28k cho một chiếc áo này thôi các chị nhá. Ok, chị Katy Anh là chị Như Quỳnh, chị Ngô Gia Nhi thấy comment của chị rồi. Các chị ơi, muốn không bị ẩn comment thì các chị hãy nhớ là quay ra chia sẻ cho em để mình không bao giờ bị ẩn comment và được chốt đơn hàng với giá bán là 28k thật nhanh chóng được không ạ? Chị Trần Lana xin chào rồi, ok. Còn chị nào muốn mua nữa không thì nhanh chóng cũng để lại cho em comment 28k kèm màu và kèm theo số điện thoại của mình cho em nhé. Rất là nhiều màu luôn cho chị lựa chọn này. Rất là nhiều màu luôn đây. Bên có rất là nhiều màu, chị nhìn này, rất nhiều màu luôn. Đen, cam, nút. Đen, cam, da, trắng, hồng nút đang mặc trên người đúng không ạ? Với giá bán bên em chỉ 28k và áp dụng chia sẻ đấy ạ. Ok, chị Quỳnh Mai. Chị nào muốn không ẩn comment thì các chị hãy nhớ là quay ra chia sẻ cho em để mình không ẩn comment các chị nhá. Chị Nguyễn Nhung, chị Nguyễn Phương thấy comment của chị rồi đấy ạ. Chị Mai Nhon thấy comment rồi. Chị Thanh Huyền thấy comment của chị rồi nhá. Bổ sung số điện thoại cho em đúng không ạ? 28k một chiếc áo hàng hiệu Gucci rất là sang luôn. Và các chị có thể kết hợp với một chiếc chân váy xếp tầng như em đây. Chân váy xếp ly xếp tầng rất là sang luôn. Mùa hè này thì không thể thiếu những cái chiếc áo này khi mặc ra ngoài đường đúng không ạ? Áo Gucci rất là đẹp luôn. Và hôm nay em xả toàn bộ áo Gucci bên em với giá bán của nó là 28k một chiếc. Chỉ áp dụng những chị nào mà chia sẻ thôi các chị nhá. 28k rất nhiều màu luôn. Màu trắng, màu da này, màu trắng, màu da, hồng nút và màu đen rất là sang luôn đúng không ạ? Chị Ánh Mai ok, cảm ơn chị nhá. Rồi, chị nào muốn không bị ẩn comment thì các chị hãy nhớ quay ra chia sẻ luôn cho em để mình không bao giờ bị ẩn comment đúng không ạ? Rồi, áo Gucci hàng hiệu. Áo hàng hiệu Gucci rất đẹp luôn nhá. Các chị nhanh chóng comment cho em luôn. Chị Phạm Thị Hằng thấy comment của chị rồi nhá. Chị Phương Thảo rồi ok, của chị này đã thấy comment luôn. Chị Duyên Thắm bổ sung số điện thoại cho em nhá. Chị Thanh Tâm ơi, 28k một chiếc thì nhá, 28k một chiếc. Để lại cho em 28k kèm màu kèm số điện thoại cho em luôn đúng không ạ? Với giá bán rất rẻ luôn, 28k một chiếc áo hàng hiệu. Và hàng hiệu là Gucci luôn chứ không phải áo bình thường các chị nhá. Áo hàng hiệu Gucci men xả toàn bộ áo này với giá bán 28k thôi. Và em xin nhắc lại là chỉ áp dụng với những chị nào mà chia sẻ đủ 3 lần trang cá nhân thôi chị nhá. Rồi ok, chị Duyên Lê. Mình muốn không bị ẩn comment thì các chị hãy nhớ là quay ra chia sẻ cho em để mình không bao giờ bị ẩn comment đúng không ạ? Áo rất là đẹp luôn, đây bên em có rất là nhiều màu luôn.
chị Hoàng Linh Nga rồi, 28k rồi, chị Vi Lê thấy comment của chị rồi nhá. Chị Vân Tây rồi, cảm ơn chị rồi. Còn chị nào muốn mua chiếc áo này bên em thì nhanh chóng để lại cho em comment. 28k kèm số điện thoại cho em này. Áo rất đẹp và rất sang luôn. Chị Thanh Vui Tu này. Ok rồi, con chị nào muốn mua không nhanh chóng để lại cho em nhá. 28k kèm màu kèm số điện thoại cho em luôn trên cùng một dòng comment cho em nhá. Chị Nguyễn Liên ơi, em thấy comment của chị rồi, chị Nguyễn Liên nhá. Ok, chị Nguyễn Hiền rồi đấy, một chút. 60kg chị Lương Tuyết Nhung mặc dại lờ cho em cho xinh ấy nhá. Em cao 1m6 và em nặng 47kg và hiện tại đang mặc trên người em là cả một set size S thôi chị nhá. Áo size S và chân váy cũng size S luôn. Và em có đủ size từ 40-75kg. Từ 40-75kg của chiếc áo này là em có đủ size đúng không ạ? Rồi, với giá bán 28k chị áo dụng như nhà chị nào chia sẻ được ạ. Ok, chị Ba Phúc ơi, thấy comment của chị rồi nhá. Thấy comment của chị rồi đấy ạ. Ok, chị Hiền Hiền Kiêu Sa thấy comment này. Chị Nhung Lương AD thấy comment của chị rồi nhá. Chị nào muốn không ấn comment thì hãy để chắc chắn hơn thì các chị kết bạn theo dõi cho em thì chắc chắn là mình sẽ không bao giờ để ấn comment các chị nhá. Chị Lương Nguyễn thấy comment của chị rồi nhá. Rồi, còn chị nào muốn mua chiếc áo này bên em, áo hàng hiệu, áo hàng hiệu Gucci xả 28k, giá chỉ áp dụng cho những chị nào mà chia sẻ 3 lần trang cá nhân nữa chị nhá. 3 lần trang cá nhân và 5 lần chính hội trợ nhóm. Chị Kim Liên lấy màu trắng rồi, thấy comment của chị rồi nhá. Chị Nga Tây em thấy comment của chị rồi ạ. Chị Hà Nguyễn rồi, chị Ngân Hồng, chị Kim Nguyên rồi, thấy comment của chị rồi. Ok chị. Chân váy bem thì xả mà vẫn xả nhá, vẫn xả là 28k một chiếc nhá. Đủ size. Chị Minh Anh thấy comment của chị rồi nhá. Màu trắng size M bổ sung số điện thoại cho em, chị Hồng Vương nhá. Chị Bella thấy comment của chị luôn, chị Duyên Phạm một chiếc màu đen size S bổ sung số điện thoại cho em đúng không ạ? Áo này bao nhiêu? 28k, giá áp dụng chia sẻ 3 lần trang cá nhân chị nhá. Chị Bella thấy comment của chị rồi. Ok, chị Dương, cảm ơn chị, em thấy comment của chị rồi. Áo Gucci hàng hiệu xả với giá 28k, giá áp dụng chia sẻ 3 lần trang cá nhân. Bên này ánh sáng cứ có gì nhỉ? Chị Tường Ngân đây thấy comment của chị rồi nhá. Rồi, nhanh chóng để lại cho em 28k và kèm theo số điện thoại của mình nhá. Với giá bán 28k của bên em là chỉ áp dụng cho những chị nào mà chia sẻ đủ số lần, 3 lần trang cá nhân và 5 lần trên hội trợ nhóm cho em được không ạ? Ok, chị Thân Hải Yến nhá. Rồi, mình chia sẻ rồi không dần comment luôn, chốt hàng luôn đúng không ạ? Chị Phạm Quỳnh Linh thấy comment của mình, của chị rồi đấy ạ. Thanh Thủy rồi ạ. Chị Quỳnh Mai thấy comment của chị rồi nhá. Chị Đỗ Vân thấy comment của chị rồi. Nhanh chóng có chốt hàng cho em 28k một chiếc áo Gucci hàng hiệu với giá bán của bên em là 28k một chiếc. Và với giá bán này của bên em chỉ áp dụng cho những chị nào mà chia sẻ đủ 3 lần trang cá nhân và 50 lần trên các hội trợ nhóm cho em đúng không ạ? Em đang mặc trên người hiện tại là một chiếc size S nhá. Còn những chiếc size M, size L, XXL sẽ to hơn rất là nhiều đúng không ạ? Chị Diễm My em thấy comment của chị rồi đấy ạ. Chân váy bem và chân váy chất liệu umi và co giãn, có quần bên trong mà có size chị nhá, có size chị ạ. Chị Đinh Nhung rồi, ok, chị thấy comment của chị rồi nhá. Chị ơi, các chị ơi, mình muốn không nhận comment thì các chị hãy nhớ là quay ra chia sẻ cho em để mình không nhận comment và được chốt hàng nhanh chóng đúng không ạ? Chị My Nhon em thấy comment của chị rồi nhá. 28k chị Tuấn Liên nhá. Chị Thư 28k, chính xác luôn, 28k một chiếc. 28k kèm màu kèm số điện thoại cho em đúng không ạ? 28k kèm màu kèm số điện thoại cho em. Em đang phát trực tiếp như chị Trần Hường nhá. Chị Minh Hường rồi, cảm ơn chị Bình Lê thấy comment của chị rồi đấy ạ. Để lại cho em 28k kèm màu kèm số điện thoại cho em nhá. Nhiên An thấy comment của chị rồi. Rồi, còn chị nào muốn mua áo Gucci bên em hay không thì để lại nhanh chóng, để lại cho em 28k kèm màu kèm số điện thoại. Rồi sau đó là mình nhớ quay ra chia sẻ để mua hàng bên em với giá bán 28k một chiếc áo đúng không ạ? Áo bên em có 4 màu, có 5 màu này. Màu trắng, màu da, màu cam, màu đen. Và đang mặc trên người em hiện tại là một chiếc màu hồng nút nhá, hồng nút màu hồng nhạt rất là sang luôn. Áo nên là áo Gucci rồi. Ok, chị Mỹ Dung để em một chút nhá. Chị Bích Ngọc thấy comment của chị luôn, chị Khánh Ngô, ok chị. Chị Hương Lan 75kg, chị mặc size 2XL cho em cho xinh nhá, 2XL đi ạ. Chị Đinh Nhung ơi thấy comment của chị rồi. Các chị ơi, chị nào muốn không bị ẩn comment thì các chị hãy nhớ là quay ra chia sẻ luôn cho em để mình không bị ẩn comment đúng không ạ?
áo rất là xinh luôn. Và chất liệu áo của bên em thì chất liệu chất thun rất là mát luôn. Các chị nhìn chất thun rất là mát luôn đúng không ạ? Áo này thì vô cùng đẹp rồi. Áo mặc lên người là biết đủ chất nữ thế nào đúng không ạ? Áo Gucci đúng rồi, chính xác. Chị Nguyễn Thị Sưng là bổ sung số điện thoại cho em nhá. Chị Đỗ Quyên đang bổ sung số điện thoại cho em đúng không ạ? Chị Thanh Hải Át, ok, cảm ơn chị rồi. Chị Lê Nhung thấy comment của chị rồi. Chị em nhỏ ơi, em thấy comment của chị rồi nhá. Sao nhiều người hỏi em là sao chị hỏi mãi mà không thể trả lời chị? Tại vì ẩn comment không thể nhìn thấy chị ạ các chị ạ, không thể nhìn thấy comment của chị đâu ạ. 28k giá áp dụng chia sẻ thôi các chị nhá. 28k giá bán em áp dụng chia sẻ áo Gucci, 28k một chiếc. Áo Gucci 28k áp dụng chia sẻ. Rất nhiều màu luôn, hồng nút, trắng, đen, cam và da rất là sang luôn. Và các chị ơi, mùa hè tới rồi thì các chị lên sắm cho mình một cái chiếc áo như em mặc trên người đi ạ. Em thấy thực sự nó rất là cần thiết trong cái mùa hè này các chị nhá, rất cần thiết luôn. Áo Gucci 28k chị Dịu Nguyễn Thị nhá, 28k. Giá áp dụng chia sẻ chị Kim Anh ơi, 28k một chiếc áo Gucci bên em nhá. Để lại cho em 28k kèm màu kèm số điện thoại. Rồi sau đó nhớ quay ra chia sẻ cho em để mình mua hàng bên em với giá bán 28k một chiếc đúng không ạ? Chị Trần Nga thấy comment của chị rồi nhá, chị Thúy Hà rồi. Chị Dịu Nguyễn Thị 55kg mặc size L cho em nhá, mặc size L cho em. Ok chị Anna để em một chút nhá, 28k kèm màu kèm số điện thoại, áo Gucci hàng hiệu, xả còn 28k giá áp dụng chia sẻ 3 lần trang cá nhân và 5 lần trong hội chọn nhóm cho em đúng không ạ? Để mình không bị ẩn comment thì các chị hãy nhớ là quay ra chia sẻ cho em để mình không bao giờ bị ẩn comment nữa chị, để không bao giờ bị ẩn comment nhá. Rồi ok chị HT Nhung rồi, em sẽ bắt đầu chốt giá 28k đây ạ. 28k một chiếc, 28k một chiếc. À đúng rồi. Chị thương hết rồi, chân váy bao nhiêu? Rồi ok này, chị nào chưa chia sẻ quay ra chia sẻ luôn cho em nhé. Rồi, các chị ơi em xin nhắc lại này, các chị có nhìn thấy cái số điện thoại đang ghi trên màn hình không ạ? 0912 991 648, đó là cái số điện thoại em đang ghi trên màn hình. Rồi sau đó là cái số em quay số đây. Cái số em quay số đây thì chị nào mà có đuôi số, có hai số đuôi điện thoại trùng với hai cái số em quay đây thì chị đó sẽ là người may mắn mua được áo bên em với giá bán là 28k đúng không ạ? Không biết hôm nay chị nào bên em sẽ là người mua được áo bên em với giá bán 28k nhỉ? Không biết hôm nay chị nào đấy ạ. Rồi em sẽ xin cho quay số đầu tiên nhá. Rồi, con số may mắn đầu tiên của số em. Con số may mắn đầu tiên của bên em hôm nay là con số 34 này. Con số 34 là một này. Rồi con số may mắn tiếp theo của bên em sẽ là con số 31. 31 này đúng không ạ? 31 này. Con số may mắn tiếp theo của bên em hôm nay sẽ là con số 04 nhá. Chị nào có đuôi số điện thoại 313404 này, nhanh chóng gọi điện về số điện thoại đang ghim trên màn hình để mua hàng bên em với giá bán là 28k một chiếc áo Gucci rất đẹp và rất là sang luôn đúng không ạ? Có đủ size và có 5 màu luôn nhá. Rồi, con số may mắn tiếp theo bên hôm nay sẽ là con số 30. Chị nào có đuôi số điện thoại 043134 và 30, nhanh chóng gọi điện về số điện thoại em đang ghim trên màn hình để mua áo bên em với giá bán của nó là 28k một chiếc đúng không ạ? Rồi em quay số tiếp theo, một số tiếp theo đúng không ạ? Số tiếp theo bên em nay sẽ là số 28 nhá. Số 28 này đúng không ạ? Số 28. Chị nào có đuôi số điện thoại 300431 34 và 28, nhanh chóng gọi điện về số điện thoại đang ghim trên màn hình để mua hàng bên em với giá bán 28k một chiếc. Có số 15 không nhỉ? Không. Không có số 15 nhá. Không có số 15. Ghi lại số cho chị này, 300431 24 và 28, nhanh chóng cho chị, nhanh chóng này, 28k một chiếc áo này thôi ạ. Chị nào chưa chia sẻ quay ra chia sẻ luôn cho em đúng không ạ? Chị nào chưa chia sẻ quay ra chia sẻ luôn nhá. Ở đây có chị nào có đuôi số điện thoại là 28 không ạ? 2830. Rồi 04 có người gọi đầu tiên rồi. 04 có người gọi đầu tiên rồi nhá. Alo. Facebook chị là gì đấy ạ? Dạ alo ạ. Facebook chị là gì? Rồi, xin chúc mừng chị là người may mắn đầu tiên mua áo bên em với giá bán là 28k một chiếc đúng không ạ? Rồi, bổ sung địa chỉ cho em nhé. Thảo Nguyên. Rồi, 0935526504 rồi. Thế thì em đã qua số 04, em chỉ còn lại số 283031 34 thôi ạ. Chị nào có đuôi số điện thoại 283031 34, nhanh chóng gọi điện về số điện thoại của em để mua áo Gucci bên em với giá bán của nó là 28k một chiếc đúng không ạ? Nào nhanh chóng gọi điện về cho em 0912 991648 để mua hàng bên em với giá bán là 28k một chiếc. 300431 và 3428 luôn ạ. Có 5 số các chị nhá, có 5 số thôi. Nhanh chóng luôn cho em để em nhanh chóng cho em đúng không ạ? Nhanh chóng gọi điện về số điện thoại của em này. Vừa xong là số 04 đúng không? Em hiện tại em chỉ còn số 30 có người gọi này, 30 có người gọi đúng không? Rồi số 30 tiếp theo, alo ạ. Facebook của chị là gì ạ? Facebook của chị là gì? Chị
Trần Nga rồi, chúc mừng chị là người may mắn tiếp theo đã mua áo Gucci bên em với giá bán 28k một chiếc đúng không ạ? Rồi số 30, số 04 đã qua đi rồi nhá. Đây một chút chị Diệu Nguyễn Thị nhá. 30, 04 đã qua đi rồi, hiện tại em chỉ còn số 31, 34 và 28 thôi là em. 31, 34, 28. Chị nào có đuôi số điện thoại 31, 34, 28 nhanh chóng gọi điện về số điện thoại của em đúng không ạ? Rồi ai nhanh chóng gọi điện về trước thì sẽ được trước này. Chị nào nhanh chóng gọi điện về thì sẽ được mua áo bên em với giá bán 28k đúng không ạ? Rồi em sẽ để điện thoại đây nhá, em sẽ để điện thoại đây. Còn em còn 3 số là số 31, 34, 28. 31 có người gọi luôn, alo. Facebook chị là gì? Facebook chị là gì? Facebook chị là gì? Nguyễn Huệ rồi, chúc mừng chị là người may mắn tiếp theo đã mua áo bên em với giá bán 28k chị nhá. Rồi ok rồi, xin chúc mừng chị. Rồi thế là em chỉ còn số 28 và số bao nhiêu? 28 và số 34. Em chỉ còn mỗi 28 và 34 là chưa ai gọi thôi. Chị chưa gọi thì gọi luôn cho em nhá. Đuôi số điện thoại 28, 34 nhanh chóng gọi điện về số điện thoại của em để nhận áo bên em với giá bán 28k một chiếc nhá. Rồi 34 có người gọi luôn, alo. Facebook chị là gì? Thúy Huỳnh rồi, chúc mừng chị là người may mắn tiếp theo đã mua áo này bên em với giá bán 28k một chiếc nhá. Xin chúc mừng chị nhá. Rồi ok, cảm ơn chị. Rồi, thế là em chỉ còn số bao nhiêu nhỉ? Số 28 mà chưa ai gọi, em sẽ đợi số 28 để ở đây đúng không ạ? Rồi, 34 người gọi rồi. Bây chỉ có mỗi số 28 là chưa ai gọi thôi đúng không ạ? Rồi các chị ơi, tụt view của em rồi đúng không ạ? Rồi lên cho em móc 500 người xem tiếp theo bắt đầu chốt với giá bán là 28k một chiếc đúng không ạ? Và trong khi chờ đợi lên cái mốc 500 người xem tiếp theo thì em sẽ xin phép quay ra bán hàng khoảng 15 phút. Sau đó em sẽ quay trở lại chốt với cái giá bán 28k tiếp tục cho chị đúng không ạ? Rồi, cái mã này bên em này H6 bên em có giá bán 170.000. Chị nào em sẽ quay trở về với cái giá gốc của chiếc áo này đúng không ạ? Rồi, chị nào mà hôm nay mình không may mắn mua áo bên em với giá bán 28k thì đừng buồn nhá. Đừng buồn tại vì hôm nay có lẽ là cái may mắn nó không mỉm cười với mình. Thì các chị đợi ở những cái livestream sau của số em số bao nhiêu? Thì các chị đợi những cái livestream sau ở đâu của bên em nhá. Biết đâu các chị cũng sẽ là người may mắn mua được áo bên em với giá bán 28k một chiếc đúng không ạ? Nên đừng buồn, đừng vội buồn. Đúng không ạ? Rồi, bây giờ em sẽ xin phép quay ra bán hàng cái mã áo Gucci bên em là mã H6. H6 bên em có giá bán là 170.000 một áo nha. Áo Gucci giảm từ 350.000 xuống còn 170.000 một áo đúng không ạ? Từ 350.000 xuống còn 170.000 một áo. Nên chị nào muốn mua chiếc áo này H6 170.000 để lại cho em comment H6 170 kèm màu kèm số điện thoại cho em nhá. H6 170 ba thứ người gọi rồi. 28 chưa ai gọi thôi, 38 chưa ai gọi. 60kg mặc size XL cho em nhá, 34 người gọi rồi. Ok, chị thường nghĩ hôm nay mình không may mắn gọi chậm hơn các chị rồi đúng không ạ? Rồi để lại H6 nào, H6 kèm số điện thoại cho em. H6 170. Áo Gucci H6 170.000. Bên em có rất nhiều màu luôn này. Đây là màu trắng này, màu trắng nhá các chị, đây là màu trắng nhá. Màu trắng được chưa ạ? Áo Gucci rất đẹp luôn, áo Gucci hàng hiệu rất là đẹp luôn. Màu trắng này, màu da đúng không ạ? Đây là màu cam này, màu cam rất là sang luôn, màu cam. Còn đây là màu đen đây. Màu đen để sao một tí nó tránh bị ánh sáng luôn. Màu đen của nó đây. Rồi màu đen nhá. Rồi H6 kèm số điện thoại cho em, H6 kèm số điện thoại cho em nhá. Rồi ok, chị Hạnh Trần chốt đơn H6 đơn đầu tiên này. Chị Phạm Phương chốt đơn H6 đơn tiếp theo này. Rồi còn chị nào muốn chốt H6 ạ, 170 này, 45kg mặc size S nhá. Số điện thoại bạn ghim, em ghim rồi, đã qua rồi chị nhá. Chị Lan Anh chốt H6 tiếp theo rồi. Còn chị nào muốn chốt H6 không ạ? Chị Mi Hồ Diễm Thi chốt H6 170 tiếp theo. Size S từ 40 cân tới 48kg mặc size S cho em cho xin nhá. Rồi để lại cho em số điện thoại chị Lê Thị Tân đốt chốt H6 tiếp theo. Rồi chị Thảo Siro chốt H6. Chị Bình Minh để lại cho em H6 kèm số điện thoại. Có mã có số điện thoại mới chốt được hàng, có mã có số điện thoại mới chốt được hàng, không có mã không có số điện thoại sẽ không lên hàng được. Chị Tâm xin là 170 nhá. Chị Nghi Phạm chốt H6. Chị Linh Lung Linh chốt H6. Lê Thị Phương Hạnh Di chốt H6. Chị Hà Vi ơi, hôm nay mình không may mắn mua 28k, bên em thì đợi những livestream sau của bên em đúng không ạ? Có lẽ hôm nay cái may mắn đã không mỉm cười với chị đúng không ạ? Chị Giang Nguyễn chốt đơn H6 tiếp theo. Đỗ Thúy chốt H6. Rồi 170 chị Huyền Nguyễn nhá, em xin nhắc lại H6 170.000 để lại cho em H6 170 kèm màu kèm số điện thoại cho em. Cái giá thì em đã ghim rất rõ ràng trên màn hình rồi. Size cũng ghi rõ ràng rồi. Số tiền cũng ghi rõ ràng rồi đúng không ạ? Để lại cho em H6 kèm màu kèm số điện thoại nhá. Chị Minh Minh chốt H6, chị Ngọc Kim chốt H6, Lan Hoa Lan chốt H6, chị Nhi Phạm chốt H6 rồi. Chị Phan Nguyễn ơi, đã kết thúc. Chị Linda Như chốt H6, chị Bình Minh 170 màu hồng chốt H6, chị My Hồ Diễm Thị 55kg mặc size L cho em. Chị Ngọc Loan chốt H6 tiếp theo nhá. Chị Hồ Diên An lấy H6 170 đúng không ạ? 170 nhá. Chị Loan Vũ chốt H6 này, chị Thanh Hồng chốt H6 này, chị Minh Trang Dương chốt H6 này. Rồi còn chị làm một chút H6 này. H6 bên em có 3 màu, 4 màu, 5 màu rất là đẹp luôn. Màu trắng, màu da, màu cam rất là đẹp và rất là sang luôn. Và các chị ơi, mùa hè tới rồi thì các chị lên sóng cho mình một cái chiếc áo như mặc trên người đi ạ.
em thấy nó thực sự rất cần thiết luôn. Áo của bên em là hàng hiệu và hiệu Gucci nữa chị nhá. Áo Gucci rất là đẹp luôn. Áo Gucci. Chị Lai Nguyễn chốt H6 này, chị Minh Trang chốt H6 nhá. Chị Sương Tui Bảo Ngọc chốt H6. Chị Đỗ Thủy ơi 45 kg mặc size S. Size S cho xinh nhá, để lại cho em H6 kèm số điện thoại. 170.000 một áo thôi, từ 350 giảm xuống còn 170 chị nhá. Từ 350 giảm xuống còn 170. 49 kg chị Lê Thị Tân mặc size M cho em cho xinh nhá. Chị Kim Nguyễn bổ sung số điện thoại cho em đúng không ạ? Rồi chị Hà Tạ comment V6H6 kèm số điện thoại. Thanh Ngọc Quỳnh chốt H6, Mimi chốt H6. Còn chị nào muốn chốt H6 nó không? Áo hàng hiệu Gucci với em đây ạ. Áo Gucci rất đẹp luôn. 170 nhá, H6 170. H6 170 kèm màu kèm số điện thoại cho em. H6 170 kèm màu kèm số điện thoại cho em nhá. Chị Thùy Linh ơi 170.000 nhá. Chị Nhật Nguyệt 170. Chị Hải My 170, 52 kg mặc size M, tắt nhạc đi. Chị Hà My chốt H6. Hà Huỳnh chốt H6 tiếp theo rồi. Còn chị nào muốn chốt H6 chốt luôn cho em mã H6 rất nhiều màu luôn. Màu đen, màu trắng, màu da, màu cam rất sang luôn nhá. Rồi chị Bích Ngọc ơi 170 thôi ạ. Chị Thanh Kiều chốt H6 rồi. Phải có mã và có số điện thoại bên em mới chốt được hàng. Không có mã, không có số điện thoại sẽ không chốt được hàng và sẽ không thể lên đơn được các chị nhá. Chị Linder Nhơ Huỳnh một chiếc H6, Thu Hà Huyền chốt H6, Đinh Trần chốt H6 rồi. Chị Nhi Phạm chốt H6 170.000 chị nhá. Chị Kim Nguyễn nay vào 28k vào hơi muộn chị nhá. Em đã quay trở về với cái giá gốc của nó là 170.000 đúng không? Rồi cảm ơn chị đã khen em nhá. Chị Lan Hương ơi 170, chị Thanh Kiều Huỳnh chốt H6 nhá. Rồi để lại cho em H6 kèm số điện thoại, màu hồng rất là sang luôn. Còn chị nào thích mua cả set của em thì comment cho em cả set. H6 bên em áo là 170, chân váy 170, cả set 170, cả set 340 và có đủ size từ 40 tới 75 kg. Chị Phương Nhi Lê chốt H6, Huỳnh Hải chốt H6, Nguyễn Hường chốt H6, Kim Anh Lê chốt H6, Nhung Mai chốt H6, Đinh Trần chốt H6, Minh Nhi Lê chốt H6 rồi. Ok, chị Lê Thị Tiên Tân chốt H6 rồi. Còn chị làm một chốt H6 không con? Chốt luôn cho em H6 đẹp, kết thúc livestream đúng không ạ? H6 bên em có giá bán 170.000, có 5 màu rất đẹp luôn này, màu trắng, màu da, màu cam, màu đen rất sang luôn. Size từ 40 cân tới 75 kg, 80 kg bên em có đủ size của chiếc áo này. Nên khi các chị mua hàng của bên em, chỉ việc để lại cho em mã H6 kèm màu kèm số điện thoại cho em đúng không ạ? Rồi, người béo thì mặc chị hơi mập mập một chút thì chị có thể mặc sang màu đen cho em cho xinh nhé chị nhá. Chị Hồ Thanh cho H6 nhá, Tân Hà cho H6, Tâm Hà cho H6 rồi, chị Lung Linh để lại cho em H6 kèm số điện thoại cho em đúng không ạ? Chị Phan Nguyệt ơi, chị Phan Nguyệt, hôm nay chị gọi muộn hơn và em đã quay trực tiếp những chị nào mà đã mua áo bên em 28k đã quay trực tiếp rồi nhá. Chị Hạnh ơi, áo bên em 170 rồi, chị Nông Đông cho H6 rồi ạ. Còn chị làm một chút H6 ạ. H6 kèm màu kèm số điện thoại cho em với giá bán 170.000 một áo thôi ạ. Chị Nguyễn Đẹp xin chào, chúc chị có một buổi chiều thật vui vẻ đúng không ạ? Chị Yến Nhi chốt H6 nhá, chị Nguyễn Đẹp xin chào. Chị ok rồi, chị Maria H6 rồi, 170 rồi. Chốt H6 tiếp theo, chị Tâm Vũ chốt H6, chị Tâm Hà chốt H6 rồi. Em xin nhắc lại bên em mã H6 bên em có giá bán là 170.000. Trên cửa hàng shop dáng mi bên em đang bán áo Gucci bên em là 350. Trong livestream này em giảm từ 350 xuống còn 170.000 một áo thôi, rất đẹp luôn đúng không ạ? Giá này là cái giá bên em đang bán giá cạnh tranh và rất rẻ rồi và không còn gì rẻ bằng nữa rồi ạ. Áo hàng hiệu Gucci mà bán chỉ 170.000, có chịu thấy rẻ, rất rẻ luôn đúng không ạ? Chị Lão Đại cho H6, Hạnh Phùng cho H6, Tống Duyên cho H6, rồi chị Tâm Vũ cho H6 phía trên rồi nhá. Rồi bên em có 5 màu, chị Nguyễn Điệp nhá, chị Trần Thị Hằng cho em xin H6 kèm số điện thoại. Rồi đang mặc trên người em là cả một set size S luôn, áo H6 size S, chân váy size S luôn đúng không ạ? Chị Phan Nguyệt ơi, hôm nay chị gọi chậm hơn cái chị bên em số 28 thôi chị nhá. Chị Nguyễn Đẹp bơ 59 kg mặc size L cho em chị nhá. Chị Hoàng Hoàng xin chào, chị Phương Linh chốt H6 XL màu hồng cộng chân váy nha shop, để lại số điện thoại cho em cả set H6 cho em nhá. Cả set của em là 340, chị Đinh Trần này comment cho em cả set H6 kèm số điện thoại rồi. Còn chị nào muốn chốt mã H6 nữa không thì chốt luôn cho em mã H6 với giá bán H6 bên em là 170.000 một áo, đang sale từ 350 xuống còn 170.000 áo. Một áo rất là đẹp và rất là sang luôn đúng không ạ? Áo bên em có rất nhiều màu luôn, có 5 màu này. Màu hồng, màu trắng, màu da, màu cam rất là sang luôn đúng không ạ? Chị nào mà yêu thích màu cam có thể mua màu cam này. Màu cam mặc lên người cũng rất là xinh luôn đúng không ạ? Đây là màu cam em đây. Áo Gucci màu cam rất là sang luôn nhá các chị nhá. Màu sang rất sang luôn. Chị Ngân của Loan cho H6 nhá. Chị Nguyễn Đẹp ơi 170.000 một áo thôi. Giá áp dụng chia sẻ cho em từ bao áo hàng hiệu Gucci giảm từ 350 xuống còn 170.000 rất rẻ luôn nhá. Chị Hồng Nhi Phạm chốt H6 rồi, còn chị nào muốn chốt H6 thì chốt luôn cho em mã H6 với giá bán 170.000 một áo thì rất là sang luôn ạ. Và em đang cầm trên tay em là chiếc màu đen đây ạ, chị nhìn màu đen rất là sang luôn đúng không ạ? Màu đen đây là size S nhá chị nhá, còn size to hơn thì sẽ to hơn rất là nhiều đúng không ạ? Áo Gucci đây, màu đen rất là sang đây, 170 nhá, 170.
Chị Thành Đạt ơi, áo em từ 40 cân tới 80 kg, em có đủ size để lại cho em H6 kèm số điện thoại cho em nhé. Chị Nga Vũ comment H6 kèm số điện thoại. Chị Nguyễn Đệ Bơi 170 để lại H6 kèm số điện thoại cho em nhé. 38k hết hàng rồi nha chị ơi. Chị vào hơi muộn rồi đúng không ạ? Hôm nay mình vào hơi muộn rồi. Có đủ size nhé chị Hồng Nguyễn nhá. Comment cho em H6 kèm số điện thoại cho em. Chị nào thích mua cả set comment cho em cả set H6 kèm số điện thoại cho em. Em sẽ chốt cái mã H6 trong khoảng 5 phút nữa thôi là em sẽ kết thúc livestream này. Lên còn chị nào muốn chốt H6 chốt luôn cho em mã H6 đúng không ạ? Rồi ok, chị Thành Đạt cho H6 tiếp theo nhá. Chị Phạm Linh cho H6 tiếp theo này rồi, chị Linh My cho H6 này rồi ạ. Chị Nguyễn Thoa xin chào chị Hồng Nguyễn ơi, nam mặc không được nha, bê áo nữ chị ạ, áo nữ nhá. Chị Thành Đạt H6 bổ sung số điện thoại cho em. Chị Tuyết Sương cho H6 có size M, chị Nông Hồng nhá. Để lại H6 kèm số điện thoại cho em rất nhiều màu luôn. Đây là màu đen này, màu đen này. Chị Ngọc Loan cho H6 tiếp theo này rồi. Có những màu gì có 5 màu luôn. Màu đen, màu trắng, màu da, màu cam, rất là sang luôn, rất là đẹp luôn. Và các chị ơi, mùa hè tới rồi, các chị lên sắm cho mình một cái chiếc áo nhiên mặc trên người đi ạ. Em thấy thực sự nó rất cần thiết trong cái mùa hè này các chị nhá. Rất là cần thiết luôn. Và các chị có thể kết hợp với một cái chân váy đang mặc trên người như em đi ạ. Chân váy 170, chất liệu umi và có quần bên trong 170.000 đúng không ạ? 170.000 nhá, có đủ size từ 40 cân tới 80 kg ạ. Rồi ok, chị Hoàn cũng cho H6 bổ sung H6 cho em đúng không ạ? Chị Hạnh Ngô lấy H6 màu đen comment trên H6 kèm số điện thoại cho em nhá. Rồi chị Tuyền Lộc cho H6 màu hồng và màu trắng rồi ạ. Chị Bé Nhi muốn lấy H6 thì để lại cho em H6 kèm số điện thoại cho em này. Chị Thảo Lê áo 170, áo 170 khi chia sẻ áo hù si 350 giảm xuống còn 170.000. Nhanh chóng chốt hàng H6 em kết thúc livestream. Em sẽ chốt cái mã H6 trong khoảng 5 phút nữa thôi là em sẽ kết thúc cái livestream này các chị nhá. Đây là màu đen đây, màu đen rất là sang luôn, màu đen đây ạ. Chị Nhật Quyên ơi, chị muộn gọi muộn hơn các chị vừa xong rồi chị nhá. Chị có thể kết thúc cái livestream và xem lại cho em nhá. Chất co giãn nhiều và có đủ size chị nhá. Chị Hồng Hồng cho H6, chị Hoàng Anh 16 170 nhá. Chị Huyền Nguyễn cho H6. Chị Thuyên Lộc cho H6 rồi. Chị Nguyễn Thoa, em gửi hàng cho chị rồi nhá, chị Nguyễn Thoa nhá. Chị Hanni Vu cho H6 rồi, còn chị làm một chốt H6 thì chốt luôn cho em H6. Bên có rất nhiều màu luôn, rất nhiều màu luôn. Màu hồng nút, màu da, màu cam, màu trắng và màu đen rất là sang luôn. Áo gù si 170 từ 350 giảm xuống còn 170.000. Chị Minh Trang chốt H6 nhá, chị Tấm Vũ chốt H6 nhá. Rồi ok, chị Thu Thủy này. Đỏ đô phía sau em sẽ xem được cho xem sau đúng không ạ? Chị Giáp Thanh Loan ơi 170 comment H6 kèm số điện thoại cho em nhá. Chị Thương Hoài ơi 170 nhá, chị Hạnh Ngô size S từ 40 tới 47 kg, bổ sung H6 kèm số điện thoại cho em đúng không ạ? Chị Bé Nhi chốt H6 nhá, chị Ngọc Thoan Vũ chốt A1. Rồi 175 nặng 65 kg mặc size 3XL cho em cho đẹp chị nhá. Chị Hiền BH Nguyễn nhá, để lại cho em H6 kèm số điện thoại cho em đúng không ạ? Các chị ơi phải có mã H6 và có số điện thoại bên em mới chốt được hàng nhá. 28k hết hàng của chị Thúy Hương cũng đúng không ạ? 28k hết hàng nữa chị Thúy Nhung Võ nhá chị nhá. Vui lòng không comment 28k nữa đúng không ạ? Vui lòng đừng comment 28k nữa nhá. 28k là hết hàng rồi ạ. Chị hôm nay vào hơi muộn đúng không ạ? Rồi chị Lương Vũ H6 màu đen bổ sung số điện thoại cho em này. 58 kg mặc size L cho em, mặc size L cho em cho xinh nhá. Em xin nhắc lại là áo bên em có rất nhiều màu luôn, có 5 màu này, màu đen, màu cam, màu da, màu hồng rất là sang luôn các chị nhá. Và các chị ơi mùa hè tới rồi thì các chị lên sắm cho mình một cái chiếc áo yên hoặc đang mặc trên người đi ạ. Thực sự em thấy nó rất cần thiết trong cái mùa hè này các chị nhá. Có rất là nhiều màu luôn, 5 màu cho các chị lựa chọn, màu cam, màu da, màu trắng, màu đen và đang mặc trên người của em là em mặc size S các chị nhá. Rồi ok, chị Phương Nguyễn cho em xin H6 kèm số điện thoại. Chị Bé Nhi cho H6, chị Trương Hồng cho H6, áo 170 nhá, chị Kelly Đỗ lấy áo viền trắng có chị Kelly Nguyễn nhá, để lại cho em H6 kèm số điện thoại. Chị bà ngoại ơi, chị Hồng Hồng được bổ sung số điện thoại cho em, H6 kèm số điện thoại cho em nhá. Chị bà ngoại này H6 đen 62 kg mặc size XL cho em, bà ngoại bon cho đơn hàng tiếp theo. Chị Quyên chân ơi áo 170 nhá, áo Gucci 170. Chị Đỗ Thị Tươi áo Gucci 170 chị nhá. Chị Diệu Lê áo 170 xem ngoài Hà Nội trên Lưu Nguyễn nhá. Em thấy comment của chị Diệu Ngô đấy ạ. Rồi các chị nhanh chóng chốt hàng luôn cho em để kết thúc cái livestream này nhá. Chị Lương Nguyễn Thị Nương chốt đơn H6 tiếp theo. Em xin nhắc lại là H6 bên em có rất là nhiều màu luôn nhá, rất là nhiều màu luôn. Áo Gucci hiện tại trên cửa hàng shop em đang bán với giá 350, giảm từ 350 xuống còn 170.000 một áo. Giá này giá chia sẻ. Khi các chị chia sẻ cho em chỉ còn giá là 170.000 một áo thôi đúng không ạ? Chị Nhật Quyên cho H6 nhá. Chị Thúy Nhung Võ ơi, chị vui lòng đừng comment 28k nữa cho em đúng không ạ? Đã hết từ ngay đầu chương trình rồi, chị may vào hơi muộn đúng không ạ? Áo này bên em trở về với cái giá gốc của chiếc áo H6 bên em là 170.000 một áo chị nhá, 170. Chị Huệ Trần bổ sung H6 kèm số điện thoại cho em nhá. Chị Tâm Vũ chốt đơn H6 tiếp theo, chị Ngân Quỳnh 55 kg mặc size L cho em, để lại cho em H6 kèm số điện thoại cho em nhá. Chị Sang Nguyễn 52 kg mặc size M cho em nhá. Chị Phan Họ Đàn ơi 28k hết hàng rồi chị ơi, để lại cho em. Em hủy kết quả của chị Thùy Dương Võ nhá, 28k hết hàng chị nhá. Chị Nhật Quyên chốt V28 màu hồng XL.
phải nói nhanh tại vì đang rất là nhiều ấy đúng không ạ? Chân váy 170 kèm quần chất liệu Umi có size chị nhá, chân váy 170 kèm quần. Rồi còn chị làm một chốt H6 chốt luôn cho em mã H6 để kết thúc livestream này đúng không ạ? Ok, chị Nhật Quyên lấy V28 vừa xong, ok chị rồi. Em nhớ rồi, chị Phan Nguyễn Hạ Đoàn bao nhiêu? 170 chị nhá. Chị Ngọc Ánh Hà chốt H6 chân váy 170 ạ. Chị Sang Nguyễn ơi, váy áo bên em 170, áo Gucci nhá, áo Gucci rất đẹp luôn. H6 màu cam đất XL dồn đơn rồi, ok. Còn chị làm muốn mua không ạ? Chị ơi, giá bán em là 170.000 nhá, chứ không phải là 28 cao chị Huệ Trần nhá. Chị Huệ Trần ơi, hết 28 cao rồi, em đang bán với cái giá bên em là 170.000 một áo các chị nhá. Các chị lưu ý giúp em 170 đúng không ạ? Chị Hồng Nguyên chốt H6. Chị Hoa Trần chốt H6. Em xin nhắc lại là H6 bên em nhá, có rất nhiều màu luôn và giá bán H6 của bên em là 170.000 một áo nhá. Áo hàng hiệu và Gucci đúng không ạ? Áo hàng hiệu Gucci này rất đẹp luôn. Áo Gucci 170 giảm từ 350 xuống còn 170.000 một áo thôi. Các chị ơi, mặc trên người là biết ngay là mình mặc hàng hiệu rồi đúng không ạ? Mặc trên người kéo là của bên em biết ngay mình mặc hàng hiệu rồi đúng không ạ? Chị người xa xứ chốt đơn H6 tiếp theo. Ok, chị Hồng Nguyên chốt H6 rồi ạ. Có sơ mi kiểu thì xem trên livestream với bên em nhá. Chị Nguyệt Huyền xin chào. Không ngủ đi, không ngủ à. Chị Trung Ca rồi, em không ngủ chị nhá. Còn chị làm H6 chốt lên H6 cho em. H6 bên em có giá bán 170, rất là đẹp và rất là sang luôn. Mặc trên người là biết ngay là hàng hiệu rồi đúng không ạ? Áo Gucci rất sang luôn. Chị Linh Lương chốt H6 tiếp theo nhá. Chị Hoàng Thu Vũ cho H6 tiếp theo nhá. Em thấy chị nhá. Chị Lê chị ơi, sao thì hàng gọi là chị inbox cho em kiểm tra hàng của mình chị nhá. Chị Liên Lương cho H6 rồi. Các chị ơi, em sẽ chốt cái mã H6 này trong khoảng 3 phút nữa thôi là em sẽ kết thúc cái livestream này nhá. Còn chị là muốn chốt cho luôn cho em để kết thúc cái livestream đúng không ạ? Đây là màu cam, em sẽ ướm thử màu cam. Các chị xem đây, màu cam rất là đẹp đây. Màu cam đây. Cho chị xem màu trắng nào. Đây, màu trắng đây chị. Để em một chút nha, em sẽ qua từng cái màu cho các chị xem này. Mã này bên em là mã H6 với giá bán là 170.000 một áo nhá. Áo rất là đẹp luôn, áo Gucci rất đẹp, rất sang luôn. Còn đây là màu da đây. Chị nào yêu thích màu da thì comment màu da cho em nhé. Ok, chị Thảo Nguyên cho H6 tiếp theo nhá. 170.000 nhá chị Ngọc Liên nhá, 170.000 một áo. Giảm từ 350 xuống còn 170.000 một áo thôi. 170.000 một áo chị Ngọc Liên nhá, chị Anh Trần 170 đúng không ạ? Rồi, em sẽ qua các chị xem màu trắng đúng không ạ? Đây là màu trắng nhá. Chị Huệ Đinh ơi, áo bên có giá bán là 170.000 một áo chị nhá. Chị Huệ Đinh nhá, áo 170 chị nhá, 170. Em xin nhắc lại cho chị vào sau là áo bên em có giá bán là 170.000 nhá. Áo này là áo Gucci các chị nhá, chứ không phải là áo bình thường đâu các chị nhá. Ok, chị Liên Lương cho H6 tiếp theo. Áo Gucci 170, áo hàng hiệu mà BMC có 170.000 thì còn thì bà em không được lấy mấy đâu các chị ạ. Rất là rẻ luôn. Áo Gucci đây, màu trắng. Còn đây là màu đen này, em phải màu đen phải dơ ra xa không thì nó bị phản màu. Đây là màu đen đây. Chị làm mà hơi bằng một chút đi thì các chị có thể lấy màu đen cho em cho sang nhá. Màu đen cho sang đúng không ạ? Rồi, ok này, thêm trắng rồi, ok, cảm ơn chị. Chị Lương Huyền này lấy màu da 6 màu da bổ sung điện thoại cho em nhá. Chị Hằng Nguyễn chốt tiếp theo rồi ạ. Rồi, còn chị làm một chốt mã H6 được không thì chốt luôn cho em để kết thúc cái livestream này nhá. 170 Trải Yến nhá, 170. Ok, chị Sang Nguyễn nhá. Rồi, đỏ đô không có chị ạ. Chị Nhung Nguyễn 65kg mặc size XL cho em nhá. Để lại cho em H6 kèm số điện thoại cho em đúng không ạ? H6 kèm số điện thoại cho em. Chị Quỳnh My ơi, áo này em có đủ size từ 40 tới 80kg chị Quỳnh My nhá. Để lại cho em H6 kèm số điện thoại của chị đi ạ. Ok, chị Vân Nguyên lấy đen bổ sung H6 kèm số điện thoại. Ok, chị Hòa Phạm 52kg mặc size M cho em. Để lại H6 kèm số điện thoại cho em nhá. 170.000 một áo nhá chị Diệu Hằng nhá, 170 đúng không ạ? Chị Liên Lương cho H6 tiếp theo. Em xin nhắc lại áo bên em là 170 đúng không ạ? 170. Tiếp theo nhé.
60kg chị Nhung nhớ mặc size XL cho em nhá. Để lại cho em H6 kèm số điện thoại cho em. Chị Hồng Nguyên cho H6 tiếp theo nhá. Chị Thảo Nguyên cho H6 này. Chị Thị Giang Tô mét 60 nặng 58kg mặc size L cho em nhá. Để lại cho em H6 kèm số điện thoại cho em đúng không ạ? Size lớn nhất 3XL chị nhá. Để lại H6 kèm số điện thoại. Các chị ơi, các chị đừng hỏi em nhiều, tại vì em đã ghim rất rõ ràng là H6 170.000, size 40-80kg đúng không ạ? Chị Nhật Quyên lấy cam hồng chị nha rồi, 170.000 một áo. Chị Nguyễn Thị Hương chốt đơn. Tiếp theo, màu da tôm da nhá, chị Hồng Nguyễn nhá. Màu da đây chị, màu da đây. Màu trắng, màu trắng bên em đây, màu trắng bên em đây chị, màu trắng đây. Chị Phương Nguyễn, em xin nhắc lại là áo bên em có giá bán là 170.000 một áo đúng không ạ? 170.000 một áo, hàng hiệu Gucci nhá. Màu da sẽ như này đây. Chị nào thích màu da thì comment cho em màu da kèm số điện thoại cho em nhá. Ok chị Hồng Thu rồi ạ. Ok chị Diễm sau ạ, chị 61kg chị mặc size XL cho em nhá. 61kg mặc size XL cho em. Rồi còn chị nào muốn chốt thì mã H6 thì chốt luôn cho em mã H6 để kết thúc của livestream này đúng không ạ? Ok chị Giang Thị Tô cho H6 tiếp theo. Rồi ok chị Sang Nguyễn lấy thêm một áo màu đen rồi. Còn chị nào muốn chốt cái mã H6 nữa không thì chốt luôn cho em mã H6 với giá bán của chiếc H6 bên em là 170.000 một áo đúng không ạ? Rất là đẹp và rất là rẻ luôn. Chị Diễm Sóc nhá. Chị Phạm Ngọc Ly rời vào đúng không ạ? Áo bên em có giá bán 170 nhá, giá bán 170. Áo Gucci nhá, áo Gucci 170, áo Gucci 170. 170 chị nhá. Chị Phạm Ngọc Ly 170 này, áo 170, áo Gucci 170. Có rất nhiều màu luôn. Có màu cam này, màu da, màu đen và màu trắng rất là sang luôn. Các chị ơi, mùa hè tới rồi, các chị lên sắm cho mình một cái chiếc áo như là mặc trên người đi ạ. À. Em thấy thực sự nó rất cần thiết trong cái mùa hè này chị nhá, rất cần thiết đúng không ạ? Em không có chị kiểu đo tay cái gì chị, em có chị ạ. Bao nhiêu phút rồi nhỉ? Các chị ơi, em sẽ chốt cái mã H6 này trong khoảng 3 phút nữa thôi là em sẽ kết thúc cái livestream này nhá. Nên còn chị nào muốn sở hữu chiếc H6 giá bán 170.000 của em thì comment nhá, áo Gucci 170 nhá, áo Gucci 170 thì hãy để lại cho em comment H6 kèm màu và kèm theo số điện thoại của mình trên cùng một dòng comment luôn cho em đúng không ạ? Chị Quách Thuận 47kg mặc size S cho em nhá, chị Quách Thuận nhá. 60kg chị Nhung nhớ mặc size XL cho em nhá. Chị Phương Nguyễn chốt đơn, chị Nhung nhỏ chốt đơn. Đây màu cam đây chị, màu cam 170, áo Gucci rất đẹp luôn. Áo Gucci 170.000 một áo thế ạ. À. Chị Huệ Đinh Thị cho H6. Chị Nguyễn Bích Thủy ơi, 170.000 áo Gucci nhá, 170 chị ạ, à, 170. Chị Phan Thị Đoàn 65kg mặc size XL cho em chị ạ, à, XL cho em. Chị nào thích mua cả set của em thì có thể comment cả set H6 cho em nhá. Cả set H6 của em chân váy 170, áo 170 và có đủ size nhá, có đủ size luôn ạ. À. Chị Lan Anh 54kg mặc size M cho em. Thì Lan Anh nhớ áo Gucci hàng hiệu rất là sang luôn các chị ạ. Mùa hè mặc lên người là đã thấy mình chất như thế nào đúng không ạ? Mặc lên người là thấy mình là mặc hàng hiệu, mặc áo hàng hiệu đúng không ạ? Áo Gucci bên em giảm từ 350 xuống còn 170.000 áo thôi chị nhá. Chất liệu của nó sẽ như thế này đấy chị ạ. Chất liệu của chiếc áo này sẽ như thế này. Chất liệu rất là mát luôn, rất là mát luôn đúng không ạ? Rất là mát luôn đúng không ạ? Em ở ngoài Hà Nội chị nhá. Chị Trần Oanh ơi, chị 39kg, chị mặc size S cho em. Chị Trần Oanh nhá, mặc size S cho em cho xinh. Váy bên em 170, có quần bên trong 170, chất liệu umi và có size nhé chị nhá. Chị Lý Hân ơi, chị 52kg mặc size M cho em nhé, để lại cho em H6 nhé. H6 kèm màu kèm số điện thoại. H6 bên em có đủ màu đủ size và giá bán của bên em là 170.000 một áo. Đang sale từ 350 giảm xuống còn 170.000 một áo thôi ạ. Giá áp dụng các khi các chị chia sẻ cho em là chỉ 170 các chị nhá. Rất là đẹp và rất là rẻ luôn. Kết thúc nhá. Rồi các chị ơi, còn chị nào mà chưa kịp comment cho em có thể inbox cho em, đúng inbox cho em này và để lại mã H6 cho em trong inbox cho em nhá. Chị Tạ Khuông Cường ơi, váy này áo này bên em 170 chị nhá, 170. Áo 170, chân váy 170 đúng không ạ? Áo 170, chân váy 170. Các chị ơi, còn chị làm một chốt mã H6 thì chốt luôn cho em mã H6 để kết thúc livestream đúng không ạ? Rồi chị Lan Anh chốt đơn H6 170 màu đen. Bên em đã live stream như nào bên em gửi hàng như thế chị Phan Thị Nguyễn nhá. Live stream như nào gửi hàng như thế. Trường hợp như các chị mặc cảm thấy không ưng thì các chị có thể đổi sang sản phẩm khác. Giữ mát cho em và em sẽ đổi sang sản khác các chị nhá. Còn trường hợp như các chị mà mặc không vừa thì các chị có thể gửi lên em đổi size chị đó. Đấy trường hợp mà bất đắc dĩ lắm mà không vừa đúng không ạ?
Còn khi bên em gửi hàng đi thì bên em sẽ lấy thông tin này và sau đó sẽ lấy size cho chị theo đúng bảng size các chị luôn. Theo đúng bảng size thì không thể không vừa đâu chị ạ, không thể không vừa luôn nhá. Ok, chị Ánh Nguyệt một chiếc màu đen cho em xin số điện thoại H6 kèm số điện thoại luôn cho em nhá. Chị Lương Thị Huyên 43kg mặc size S cho em chị nhá. Rồi, còn chị nào mà các chị chưa kịp comment thì có thể chụp lại màn hình và gửi qua inbox Messenger của show em đúng không ạ? Còn bây giờ thì cũng khá là muộn rồi, em cũng like khá lâu rồi thì em sẽ xin phép kết thúc cái livestream này đúng không ạ? Hẹn tất cả các chị trong những cái livestream tiếp theo của shop giảm BVM nhé. Và các chị ơi, lưu ý cho em một điều là các chị hãy nhớ bật chế độ theo dõi và chế độ xem trước của shop giảm BVM. Vì khi em có livestream nó sẽ hiển thị lên đầu trang và các chị sẽ luôn luôn nhìn thấy cái livestream của nhà em đúng không ạ? Để cập nhật những cái mẫu mới thường xuyên chị nhá. Váy đen đá lúc trưa bao nhiêu V28 đúng không chị? Ok chị nhá. Rồi, chị Trần Anh chốt đơn này, chị Nguyễn Thị Hạ Đoan 65kg mặc size XL cho em nhá. Cho mình xem mẫu váy nào chị nhỉ? Váy đang mặc trên người em 170 nhá, kèm quần bên trong. Váy kèm quần bên trong và có đủ size từ 40 đến 85kg đúng không ạ? Rồi các chị ơi, không kịp comment thì chụp lại màn hình gửi qua inbox Messenger của show em đúng không ạ? Rồi còn bây giờ thì em sẽ xin chào và hẹn gặp lại trong những cái livestream tiếp theo của shop giảm BVM đúng không ạ? Rồi xin chào và hẹn gặp lại ạ.